first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. We have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, and hold you. You look so beautiful in white, and from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. Vườn
sầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa câu rung trong sân nhà em mang câu cứ ngán ngán quanh vườn nó trầu. Sao anh chẳng nói để hoa câu rung trắng đêm trắng buồn. Hoa câu rung trắng sân nhà em mà hương câu ngát ngát quanh vườn trầu là vẫn chuẩn bị cho ngày mai là ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức ngày hôn lễ cho hai cháu để trong mọi thủ tục lễ nghi hai gia đình đã thống nhất ngày để ngày mai là ngày hạnh phúc của các cháu. Hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi có cái lễ gọi là lễ dạ để kính lên tổ tiên. Rất mong họ nhà gái chấp nhận về lễ đó. Cuối cùng tôi không biết nói gì hơn, xin kính chúc các cụ ông bà cùng con kiếm khách của hai gia đình xin chào mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt. Được sự nhất trí của hai bên gia đình, hôm nay gia đình nhà trai có lễ dạ hỏi đến tới gia đình nhà gái. Tôi trưởng đoàn nhà gái xin chấp nhận ý kiến của quốc trưởng đoàn gia đình nhà trai, xin trân trọng cảm ơn. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa.
dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người
bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu.
gì mà cứ nãy giờ em cứ đi vòng vòng lảo ấy. Anh rượt theo em mà ở cả hơi tài. Ngưỡng mộ đứng lại anh nói vài câu. Sao mặt em hình như không hiểu anh nói gì vậy? Thôi bảo em mình nãy giờ đùa với em đấy. Anh công tử Bạc Liêu chính cống đây nè. Trời ơi. Nhất trai là anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê kết con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng ngô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong, còn em nhất làng. Công tử giàu sang, tiếng cũng vang em có út một xoàn. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bánh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Tiếng hát tiếng hát câu người đời cười tình về. Cho phương anh mắt ngập ngừng chỉ để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trở đường ngay, giá trên xa đường xa. Giá đường hoang đường hát thì giới hương an đàn tài đồng. Để bây giờ xa thỏ với trần gian đó mà chờ. Khách đến chơi nhà rằng, khách đến chơi nhà. Khách đến chơi nhà rằng, khách đến chơi nhà. Say đắm giai điệu hạnh phúc, chào cô dâu
đã đến bên em. Giáng xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng yêu xuân, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nhé em yêu, mang say đắm cho đời, khi về đừng quên nghe em. Còn nhớ phút giây gặp nhớ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuân xa xuân đồng cháy, người cho mọi em nhớ ngàn, người đến cho từng anh chụp mây mùa hoa mùa thơ. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng hiệp thương. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh miệt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Trung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kết tường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em nắng sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Cho bằng anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung, bao hương hoa tình yêu thắm nồng con tim thành thơ, trong giấc mơ thơm nồng gọi ong bướm lại hòa nhạc.
đau thương khô lụy trần gian anh gom vào mây. Bao dân chân đòi nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương anh một tay bút thần anh tô hoa tranh. Đem sức trai xây đền đài gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắm. Không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ, cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian, thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe thâm tình, trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Em không sao đi tìm, tìm cho ra ai bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày, đông sang tây nào ai. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dìu đi. Vâng, và đầu chương trình chúng cháu xin được đề nghị toàn thể các đại sứ đấu ngày nay một cháu tài lớn thật cao nhiên ạ. Dạ, xin kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ, các vị thân quý khách có mặt trong hôn lễ của hai cháu Tùng và Phượng hôm nay. Cho phép tôi thay mặt gia đình họ nhà trai xin cảm ơn sự đón tiếp chân tình cởi mở của các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà gái với gia đình họ nhà trai chúng tôi. Xin gửi tới toàn thể hội hôn chúng ta lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Các cụ ta có câu trai lớn thì lấy vợ mà gái lớn thì gả chồng. Được sự vun vén của hai gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hôm nay ngày lành đã tốt. Đại gia đình, hai gia đình chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt gia đình họ nhà trai, tôi đại diện xin có cái lễ vật để xin cháu Phước về làm dâu con của gia đình chúng tôi. Xin mời gia đình họ nhà trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa tất cả quan viên hai họ. Qua một thời gian tìm hiểu, hai cháu Phượng và Tùng Lây đã chín mùi. Được sự nhất trí của hai bên bố mẹ cũng như gia đình hai họ, được sự công nhận của cơ quan chính quyền hai địa phương, hôm nay hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi ngày lễ hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Vừa rồi là ý kiến xin lâu của ông trưởng đoàn nhà trai, tôi trưởng đoàn nhà gái xin chấp nhận ý kiến xin đón cô dâu và lễ xin dâu của ông trưởng đoàn nhà trai. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn hai bác đại diện của hai gia đình. Vâng, chúc các bác luôn luôn được mạnh khỏe để đôi bạn trẻ hôm nay được noi theo. Không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dìu đi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dìu đi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dìu đi.
Tuyết Điền là hai vị song thân của cô dâu với những món quà thật là to, thật là lớn, thật là quý giá. Và bố mẹ của cô dâu cũng đã chuẩn bị cho hai con thân yêu của mình bằng những món quà thật là quý giá. Dành dù đúng là trong cuộc đời thì không ai to như cha như mẹ, mà cha mẹ là những bậc nuôi dưỡng sinh thành để nuôi con đến ngày vươn lớn và mong đến ngày kết duyên. Đúng là con cha thời như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Mà ngày nay nên vợ nên chồng thì làm sao quên được công ơn của mẹ thầy. Vẫn đảm bảo hạnh phúc. Trên con đường nắng đổ chán chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Để uyên ương đẹp đôi vợ chồng.
theo anh về phố chợ thấy than, trên con đường nắng đổ tràn tràn, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường tre che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Thank you.
cười rạng ngời trên môi tất cả các quý vị quan khách. Xin được ghi nhận những tình cảm, lòng nhiệt thành của tất cả quý vị đang trở về với khán phòng của gia đình chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị đã có mặt tại trung tâm khán phòng cưới của đại gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, đó là sự hiện diện của đại gia đình ông bà Thanh Loan tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Và xin mời tất cả quý vị hãy cùng uống nước, hút thuốc, ăn trầu và cùng dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc phúc cho đôi tân lang và tân gia nhân nên nghĩa vợ chồng. Các vị nương họ sẽ được sống trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Các vị nương họ sẽ cùng ôm bó hoa tươi thắm bước lên lâu đài hạnh phúc. Xin mời. Trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình bốn họ. Xin mời hai ông hãy cùng tạm thời rời chiếc ghế danh dự của mình, trở ra với sân khấu chính ngày hôm nay. Của cô các bà, các quý vị quan khách kính mến, đang có sự hiện diện tại sân khấu chính ngày hôm nay, đó là bốn nhân vật quan trọng nhất, đẹp nhất, lộng lẫy nhất của buổi lễ thành hôn trọng đại ngày hôm nay. Đó là hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình bốn họ. Tiếp theo đó là sự hiện diện của chú rể Mạnh Tùng, cô dâu Bích Phượng. Đôi bên nương ngày hôm nay thì họ đang tay trong tay, vai kể vai, sánh bước bên nhau. Cũng như tất cả các đôi bên nương trên khắp đất nước này, ngày hôm nay họ là người hạnh phúc nhất. Quý vị đang cảm nhận thấy rằng nụ cười, niềm vui, niềm hạnh phúc đang nở rạng ngời trên đôi môi của cô dâu và chú rể. Và kính thưa quý vị, cho phép sĩ hưởng xin được trân trọng giới thiệu đôi nét về tình yêu của đôi bạn trẻ. Vâng ạ, nói đến tình yêu của chú rể Mạnh Tùng, cô dâu Bích Phượng thì có thể nói khởi đầu là tình bạn. Sau một thời gian dài tìm hiểu, hai trái tim của đôi bạn trẻ đã hòa cùng một nhịp đập. Đôi bên nương họ đã trọng nhau vì nghĩa, họ mến nhau vì tình, để rồi kể từ đó họ yêu nhau. Trải qua một thời gian dài tháng đợi năm chờ và niềm vui, hạnh phúc bây giờ là đây. Vâng ạ, hôm nay thứ tư ngày mùng 10 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày mùng 2 tháng 9 năm Mậu Tuất, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, sự vun đắp của hai bên gia đình bốn họ, chúng ta giờ phút trọng đại này tại trung tâm khán phòng cưới của đại gia đình họ nhà trai chúng tôi, trước sự chứng kiến của tất cả các cụ, các ông, các bà, các quý vị quan khách, các anh các chị, các bạn trẻ nam nữ thanh niên, cho phép sĩ hưởng xin được trịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú rể Mạnh Tùng sánh duyên cùng với cô dâu Bích Phượng, xin phép được chính thức bắt đầu. Vâng ạ, và xin chào một tay nồng nhiệt của tất cả quý vị đâu rồi ạ, dành để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bên nương của chúng ta thật lớn đi nào. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành những tình cảm cho gia đình chúng tôi, cũng như là chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay có thể nói là một ngày nam môn đa hỷ khách, nữ đang được tế cận thừa long, đẹp duyên hai con, cha mẹ hai bên gia đình chúng ta đều mừng lòng, mừng cho bốn chữ nghi kỳ gia thất. Ngày hôm nay là một ngày thanh thiên bạch nhật, hai bên bố mẹ gia đình cho các con về được chi tải vu quy. Tôi xin gửi tới các cụ, các ông, các bà cùng quan viên hai họ lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân tình nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các cụ, các ông, các bà và quan viên hai họ, hôm nay hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức ngày hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Vâng, ngày hạnh phúc trăm năm của hai cháu con nội xin đón ngoại nguyện đưa. Giờ này cho phép tôi là trưởng đoàn gia đình nhà gái nói lời trao dâu đón rể. Giờ này gia đình chúng tôi gửi gắm cháu gái của chúng tôi về làm dâu con gia đình họ trai, mà cũng rất mong được sự giúp đỡ, yêu thương, đùm bọc, dìu dắt để hai cháu mau trở thành dâu hiền rể thảo của hai gia đình chúng ta. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn đôi lời phát biểu của ông trưởng đoàn đã đại diện cho đại gia đình họ nhà gái. Có đôi lời phát biểu trước tiên là cảm ơn sự hiện diện của tất cả các cụ, các ông, các bà, quan viên của hai bên gia đình bốn họ chúng ta
tất cả các vị khách quý, các chị, các bạn trẻ, nam nữ thanh niên đã có mặt đông đủ tại đây để dự một ngày trọng đại của hai bên gia đình. Chúc mừng niềm hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Sự đón tiếp nồng hậu của gia đình họ nhà trai dành cho các cô, các bà, gia đình họ nhà gái và tất cả các quý vị quan khách. Đặc biệt là đôi lời phát biểu vàng ngọc của bác xin phép được giao cô dâu Bích Phượng chính thức kể từ ngày hôm nay sẽ về làm dâu con các cụ, các bà của đại gia đình họ nhà trai. Thì kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến, có thể nói là một ngày vô cùng đặc biệt, một ngày trọng đại của hai bên gia đình, một ngày mà nhà gái thì hân hoan mừng rể thảo, nhà trai đang được vui vẻ đón dâu hiền. Vừa rồi ông nhà gái đã phát biểu rồi thì tiếp theo nhà trai cũng sẽ có đôi lời cảm ơn. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông trưởng đoàn đại diện cho đại gia đình họ nhà trai cũng sẽ có ý kiến phát biểu đáp từ cảm ơn, cũng như là xin phép được nhận cô dâu trong ngày hạnh phúc, trong buổi lễ thành hôn trọng đại của chú rể Mạnh Tùng sánh duyên cùng với cô dâu Bích Phượng. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cô, các ông, các bà cùng thân quý khách của hai gia đình, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Đến giờ này hai gia đình tổ chức nội đón ngoại đưa. Vừa rồi ông đại diện cho gia đình nhà gái đã phát biểu ý kiến, tôi đại diện cho gia đình nhà trai xin chấp nhận ý kiến của ông trưởng đoàn. Kể từ giờ phút này đi, cháu Phượng sẽ là dâu con, dâu hiền của gia đình nhà trai chúng tôi. Cháu Tùng sẽ là rể thảo của họ gia đình nhà gái. Cuối cùng tôi không biết nói gì hơn, xin kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà cùng toàn quý khách của hai gia đình. Lời chào mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn hai ông rất là nhiều. Và trước sự chứng kiến của tất cả các cô, các bà, các quý vị quan khách đã có mặt tại đây thì xin được trân trọng kính mời hai ông sẽ cùng tiến lên phía trước để bắt chặt tay nhau, kết chặt tình thông gia hai nhà. Một tràng pháo tay thật lớn nữa của tất cả quý vị dành để chúc mừng đi ạ. Xin được chúc cho tình thông gia hai nhà ngày gần gũi, bền chặt và đầm thắm hơn. Chúc cho chú rể Mạnh Tùng, cô dâu Bích Phượng, tôi bị nương nên nghĩa vợ chồng kể từ ngày hôm nay sẽ sống trong năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin mời hai ông hãy cùng di chuyển vào phía bên trong tư gia chiếc ghế danh dự của mình. Ban đầu chức quản gia đình đã chuẩn bị đón tiếp sự hiện diện của hai ông và cho phép chú rể Mạnh Tùng, cô dâu Bích Phượng. Vâng ạ, xin mời ông bà Thanh Loan hãy cùng cho phép cô Vi Nương trở lên với bàn thờ gia tiên để hai bạn sẽ làm lễ gia tiên kính trình với tổ đường rằng ngày hôm nay ngày lành tháng tốt, giờ thanh long, giờ hoàng đạo thì hai bạn đã chính thức nên nghĩa vợ chồng. Và sau đó xin mời hai bạn hãy cùng tiếp tục quay trở lại với lâu đài hạnh phúc của mình để hoàn thiện những thủ tục, những nghi lễ trong ngày đại lễ thành hôn của hai bạn. Xin mời. Vâng ạ, những điều hết sức là tuyệt vời. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay đang diễn ra tại khán phòng của đại gia đình họ nhà trai chúng tôi, đó là buổi lễ thành hôn trọng đại của chú rể Mạnh Tùng, cô dâu Bích Phượng. Bắt đầu chức một lần nữa xin được thay lời cho đại gia đình ông bà Thanh Loan, chú rể Mạnh Tùng, cô dâu Bích Phượng xin được gửi những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới sự hiện diện của tất cả các quý vị. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng uống nước, hút thuốc sôi trầu, hút một điếu thuốc thơm cho đường tình chú rể, ăn một miếng trầu cay cho hồng má cô dâu. Và cho phép sĩ Hưởng xin được thân gửi tặng tới toàn thể quý vị một bài hát. Đây là một món quà về mặt tinh thần thay cho những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới lòng nhiệt thành của tất cả quý vị đã có mặt tại đây, dành những lời chúc mừng cho gia đình chúng tôi. Cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang, ca khúc được mang tên Khát vọng tình yêu. Xin chào, kính mời quý vị cùng thưởng thức. Trời xanh yêu nắng vàng, đôi môi em như một bài ca đồng trời. Anh yêu em không một lời gian dối. Trái tim này xin hát tặng riêng em. Yeah.
hạt mưa, tươi mắt cho lá cây mùa hè. Em là bài thơ như hương đua ngọt ngào, để suốt đời anh mãi gọi tên em. Hai bạn hãy cùng tiếp tục quay trở lại với lâu đài hạnh phúc của mình. Kính thưa quý vị, những khoảnh khắc đẹp nhất, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất sẽ được đôi bên đường họ dành chọn cho nhau ngay bây giờ. Và giờ đây, trân trọng kính mời tất cả các quý vị quan khách hãy cùng uống nước, hút thuốc xì dầu và cùng ngước ánh mắt của mình về phía lâu đài hạnh phúc để chứng kiến những khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà chú rể Mạnh Tùng, cô dâu Bích Phượng sẽ dành trọn cho nhau ngay bây giờ. Trước tiên, chú rể Mạnh Tùng, cô dâu Bích Phượng, đôi bên nương của chúng ta, họ sẽ cùng trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất của cuộc đời mình. Đó là gì ạ? Cặp nhẫn cưới hạnh phúc sẽ theo suốt cuộc đời của hai bạn. Và hai bạn cũng thề nguyện với nhau rằng kể từ ngày hôm nay cho đến hết cuộc đời này, hai bạn sẽ nguyện dắt tay nhau bước xuống con thuyền và cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Xin mời. Xin mời cô dâu Bích Phượng sẽ đưa ngón tay giáp út của mình ra đón nhận chiếc nhẫn cưới hạnh phúc từ tay chú rể Mạnh Tùng. Và chú rể Mạnh Tùng cũng vậy. Kính thưa quý vị thân mến, vui mừng ngày cưới hôm nay, đôi bên liêng của chúng ta họ cứ ngỡ là ngày trong mơ.
gần thì chẳng bén duyên cho, xa xôi cách mấy lần đỏ cũng qua, hai nhà chúng ta đâu xa, tình yêu chấp cánh thông ra thêm gần. Ngày vui thì như hội mùa xuân, bốn họ xa gần họp mặt mừng vui. Vui xuân mới tất cả quý vị chúng ta cùng có đôi lời. Một lần nữa chúc cho cô dâu và chú rể sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Và sau đây xin mời hai bạn hãy cùng di chuyển về bên dàn tháp bánh tình yêu. Hai bạn sẽ cùng tay trong tay chiêm ngọt sẻ bùi, cắt ra những cặp bánh phu thê, những cặp bánh cưới, chứng minh cho tình yêu chung thủy của hai bạn kể từ ngày hôm nay sẽ được vuông tròn như những cặp bánh phu thê. Xin mời. Vâng ạ, thật đúng là chim yêu nhau ấy, thì kết đôi làm tổ, mà trai gái yêu nhau được nên nghĩa vợ tình chồng. Ngày hôm nay chú rể Mạnh Tùng, cô dâu Tuyết Phượng, đôi bên đường của chúng ta họ yêu nhau với nỗi nhớ mênh mông chiều miền Hà, trong niềm hân hoan trước chứng kiến của tất cả các cụ, các bà, các quý vị đoàn khách, thì đôi nương đã được đón nhau về cho thỏa nỗi chờ mong. Mà công việc trong gia đình kể từ ngày hôm nay sẽ có đôi bàn tay chung tay gánh vác của người chồng và người vợ. Đôi nương họ sẽ nguyện sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Xin được chúc mừng hai bạn và xin mời hai bạn hãy cùng di chuyển về bên dàn tháp ly tình yêu. Xin mời hai bạn hãy cùng mua chai rượu đầu tiên, mở chai rượu đầu tiên để cùng chung tay dốc lên dàn tháp ly tình yêu của mình. Những khoảnh khắc hết sức là ngọt ngào, hạnh phúc trong ngày thành hôn của chú rể Mạnh Tùng, cô dâu Bích Phượng. Hai bạn sẽ mở chai rượu đầu tiên. Tháp ly thì thể hiện cho sự vững chắc của núi Thái Sơn. Và kính thưa quý vị thân mến, dòng rượu đỏ nó sẽ chứng minh cho tình yêu chung thủy của hai bạn. Xin mời hai bạn hãy cùng tay trong tay để dốc lên dàn tháp ly tình yêu của mình. Dòng rượu đỏ chứng minh cho tình yêu chung thủy của chú rể Mạnh Tùng, cô dâu Bích Phượng đang được tuôn trào hòa quyện cùng với những làn khói nghi ngút. Kính thưa quý vị thân mến, tác phẩm tình yêu ngày hôm nay của Mạnh Tùng và Bích Phượng rất đẹp và rất ấn tượng. Những vật tưởng chừng như chỉ là vô tri vô giác phải thôi, nhưng phải chăng nó đã thấu hiểu được tình yêu mà Mạnh Tùng, Bích Phượng đã dành chọn cho nhau kể từ ngày hôm nay cho đến hết cuộc đời này? Ông Tơ, bà Nguyệt đã xe duyên để cho hai bạn nên nghĩa vợ chồng. Tạo hóa này đã ban tặng cho Mạnh Tùng, Bích Phượng cả một tình yêu chung thủy, cả một lâu đài hạnh phúc. Và xin mời hai bạn hãy cùng mở chai rượu thứ hai. Ước gì anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Ước gì anh sẽ là nắng mai, còn em là hoa cỏ. Ước gì em sẽ là lưới nhỏ, kể từ ngày hôm nay anh đã được bước vào đời. Những nụ cười đang rạng ngời trên đôi môi của Mạnh Tùng và Bích Phượng chứng tỏ rằng đôi bên nương của chúng ta ngày hôm nay họ đang vô cùng hạnh phúc. Bởi sao sự có mặt của tất cả các quý vị quan khách đã có mặt tại đây làm cho niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ được vuông tròn hơn rất là nhiều. Thân mến, có được niềm vui trọn vẹn, niềm hạnh phúc như ngày hôm nay thì chú rể Mạnh Tùng, cô dâu Bích Phượng không thể thiếu được những đấng sinh thành của hai bên gia đình bốn họ. Ngày hôm nay thì những đấng sinh thành của gia đình họ nhà gái không có mặt tại đây. Bắt đầu chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị song thân sinh hạ ra chú rể Mạnh Tùng, đó là sĩ diện của ông bà Thanh Loan. Trân trọng kính mời ông bà hãy cùng trở lên với sân khấu chính để hai con có dịp cảm ơn bố mẹ bằng nghi thức dâng rượu để cảm ơn những đấng sinh thành. Xin mời chú rể Mạnh Tùng sẽ nâng hai ly rượu của mình, mời lên hai ông trưởng đoàn, và cô dâu Bích Phượng sẽ nâng hai ly rượu, mời lên bố mẹ chồng trong ngày trọng đại hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là tình cảm của bà vị nương dành tặng cho những đấng sinh thành của hai bên gia đình bốn họ để cảm ơn
những đấng sinh thành đã sinh hạ ra họ, nuôi dưỡng chấp cánh cho họ khôn lớn trưởng thành. Xin mời hai bạn hãy cùng cầm ly rượu của mình trở vào phía giữa. Và kính thưa quý vị, sinh hưởng sẽ là cầu nối từ trên sân khấu này xuống phía dưới. À, quý vị đã có sự hiện tại đây, chúng ta hãy cùng dành những tiếng hô thật là to chúc mừng hạnh phúc. Vâng ạ, xin mời hai bên gia đình hãy cùng cùng ly rượu trong năm hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Xin mời ạ, hai ông trưởng đoàn, bố mẹ cùng với cô dâu và chú rể và gia đình hãy cùng chuẩn bị ạ. 1, 2, 3 xin được chúc mừng niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể sẽ được vuông tròn hơn. Chúc quý vị thông gia hai nhà gần gũi và bền chặt. Xin chân thành cảm ơn hai ông trưởng đoàn rất là nhiều đã đại diện cho hai bên gia đình chúng ta có mặt tại đây để dự ngày hạnh phúc trong năm của cô dâu và chú rể. Và tại đây thì những đấng sinh thành cũng có những phần quà dành để chúc mừng niềm hạnh phúc cho Mạnh Tùng và Bích Phượng. Xin mời phần quà của hai vị song thân sinh hạ ra chú rể Mạnh Tùng, đó là ông bà Thanh Loan, dành tặng những phần quà để chúc mừng niềm hạnh phúc cho hai con. Chúc hai con trong năm hạnh phúc. Xin mời. Xin được thay lời cho Mạnh Tùng và Bích Phượng, xin cảm ơn bố mẹ đã sinh hạ và nuôi dưỡng chúng con khôn lớn trưởng thành. Ngày hôm nay đã dành những phần quà để chúc mừng niềm hạnh phúc cho chúng con. Chúng con xin được chúc bố mẹ luôn được mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, tới lúc đầu bạc răng long, trường thọ vô cương, bách niên dài não, là chỗ dựa tin cậy cho các con các cháu. Và một tràng pháo tay nồng nhiệt của đại gia đình dành để chúc mừng nữa đi nào. Thầy cảm ơn quý vị rất là nhiều, xin thành cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời món quà của hai bác Oanh Bọc dành để chúc mừng niềm hạnh phúc cho hai cháu ạ. Xin mời. Xin cảm ơn phần quà của hai bác đại gia đình, hai bác Oanh Bằng rất là nhiều. Đôi bên nương xin được ghi nhận tình cảm đó. Chúc hai bác cùng với đại gia đình của mình được mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Trước khi gia đình nhà gái xin phép được quy góp, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình nhà trai và cảm ơn rất nhiều đã đón tiếp gia đình nhà gái chúng tôi bằng những tình cảm chân tình và tốt đẹp nhất. Thank you.
biết yêu người xa. Về đây với em cùng tình yêu khát khao, hòa mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về. Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân, mọi sầu đau sẽ qua còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn máy nào, mình trong tay nắm tay tình yêu đắm say, nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em cùng giấc mơ tuyệt vời. Những bước chân lặng lẽ đã theo phương trời nào, dẫu trái tim hờ hững sẽ quên tên một người. Về đây với em cùng tình yêu khát khao, hòa mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về. Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân, mọi sầu đau sẽ qua còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào, mình trong tay nắm tay to the world, you're my